nay sư quý sẽ vào bếp làm cái món đặc biệt của sư quý, đó là tôm nướng muối ớt. À, tôm này sớm của chị Tiền 29 Tết xách ra, nói sổ đập tôm ngăn mà không ăn sổ đập tôm cho ăn ăn bậy bạ chơi. Không càng là... không bậy bạ chơi càng về nè các bạn. Vậy đó, nó nói cho ăn bậy ăn Tết giảm cân. Nhà mình cũng giảm cân, nhà mình làm muối muối ớt để mình nướng với nó, để mình ăn với bì bún nha các bạn. Còn nem nướng nữa. Vậy đồ giảm cân à, mình giảm cân xin được biết cũng giảm cân nữa các bạn. Cân nó không giảm mà ngày ngày càng nó lên, ngày nào cũng đi cân, cân nó giảm luôn mà. Ta tôi giảm cân là giống như ngày tôi cân 3-4 lần mà hôm nay tôi cân 1 lần thôi. Giảm, giảm cân. Lại cân thôi chứ đâu có này. Một này chết, ăn về mà ngồi lên trước ha, mà ngồi nướng ha. Mấy người bắn hoa ha, bắn bông ha, đi chợ chiều nữa ha, đi qua đi lại đi qua chị Tiền kỳ cục quá. Ta nói ta giảm cân rồi mà cái đem ra vậy, nói chị nào sổ mương kêu nghe, sổ đã xong mày đem ra cho người ta à, biếu người ta, đang nói người ta không lấy rồi nha, giận hết biết kìa. Rồi xong. Dạ, bỏ ra vậy luôn không? À. Ồ ồ, mình bỏ gồm có bột ngọt. Trời ơi, bỏ lộn muỗng nữa. Ơ, à, gì anh ta? Mình bỏ chút xíu muối. Gì anh ta? Kẹo đâu? Kẹo em để ngang trước đó nha, cho cái kiến á. Bên hông là anh ta lên đây ra đây. Đó, trời ơi, quá xuất sắc các bạn ơi. Tới đây luôn. Trời ơi, ngon quá quý vị ơi, có như đây là 4 trên, cứ nghĩ đi hả. Hả, trời, trời ơi chết rồi, sao này sao đủ nhiêu tôm đây ta, mình trộn nó đi đâu đâu, thải bật 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 lên rồi, tóc 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 lên rồi đó, đó. Sao thôi mình làm chút xíu thì mình ướp rồi. Con này kỳ nãy chơi gãy càng các bạn. Nó đem làm gì vậy? Nhúng nó bóp nó gãy này kìa. Trời ơi, này mẹ rồi. Hồng qua đổ cái thao kia. Rồi lửa than đã xong rồi, giờ siêu được biết Tú sẽ đem mấy con tôm xuống. Hả? Hả? Vẫn có câu đó nữa hả? Chị Chính chị thích rồi đó. Còn sống Tú ơi. Cái càng nó dài quá. Nó tôm thấy lửa rồi nó chín rồi Tú. Rồi với gấp ra. Ừ, coi ra giang ơi. Để thấy lửa nó chín rồi. Còn nướng nữa. Có ai ăn trật đời như Tú không? Nó giờ chuẩn bị chợ chiều 29 Tết đem tôm ra nướng sớm nữa nè. Rồi. Tôm còn sống các bạn ơi. Hu 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 hu. Sao sống chưa được đâu. Cái dày nè. Dày rồi sao? Tôi đâu có muốn dày. Tới bắt tôi ăn dày là con có rổ rổ cho rổ tôi. Rổ ai? Lên nha, lên mà xem nha. Cái người nào mà cho tôm á, lên xem nha. Để inbox nói riêng với Tú. Hả? Kỳ cục quá mà. Trời ơi, chợ chiều tới rồi mà Tú con về nó giết người chứ các bạn ơi. Đó. Đúng không? Tú cũng đang tự giết bản thân của đây. Sao hả? Nè. Chịu không nổi hay vậy? Mồi. Ăn gì vậy thì nổi giảm cân đó, sao được biết? Cái đó là hồi bẻ càng đi. Hồi bẻ càng đi ra. Ngoài đây là chậu hoa nè các bạn. Tú nó chơi dày nè. Chịu sao nổi. Chị nãy giờ chờ giờ đợi. Tú nó bực mình quá. Bẻ càng luôn các bạn. Chịu không nổi mà.
cua tôm này gặp không Tú, gặp tối không hay gặp đều? Trời ơi chết tôi rồi, sáng mới ăn chứ rồi chết rồi. Làm gì Nhi? Tưới nước. Tưới vô mấy cây giùm coi. Tôi nắng được tưới chi? Tưới vô mấy cây nè coi. Dì ơi, tưới rồi Dì ơi. Kìa tưới vô mấy cái cây giùm coi Dì ơi. Chơi được quá. Chứ sao? Tưới lên bông tàn luôn à. Bông nào mà con không phải có tôi đâu, tôi sợ tớ đại anh nhé. Rồi giờ siêu được biết Tú sẽ chuyển qua anh em nướng luôn. Vẫn là giảm cân nữa. Giảm là giảm tới chừng nào Tú? À, tối qua là ăn cũng nướng rồi. Giờ vẫn nướng nữa. Năm qua. Nướng tôm, nướng thịt xong rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ làm nước mắm. Nãy giờ mình quên làm nước mắm, lo nướng không mình quên làm rồi. Hai trái đủ không ta? Ba trái đi. Cái này anh Kỳ đâu ăn được phải không? Kỳ đâu ăn? Hả? Kỳ đâu ăn? Nước mắm mà ăn đâu ăn, nó ăn nước mắm riêng. Của mẹ Tú làm cho nó ăn. Trời ơi, ớt còn sống ở tay cơ mà. Giờ mà ai rủ đi bắt tôm nữa sao Tú? Không đi nữa. Hả? Mệt lắm rồi, đuối lắm rồi. Giờ muốn nằm nghỉ hay gì? Rủ bắt cá lồng tâm thì đi. Tại tôm nó khó bắt, lồng tôm dễ vớt. Đứng chỗ vớt cũng được, tôm nó chạy theo nó mệt quá. Ủa hổng qua sung lắm mà. Tú sung bắt cái lồng tôm mà. Tôm tú đâu có gượt nổi. Mấy bữa trước sung nữa. Ừ, mấy bữa trước còn khỏe. Vô giờ tới rồi. Cuối năm mà mình cũng đuối sức. Đợi đầu năm đi mình sung sức lại rồi mình đi bắt tiếp. Mình mong đại hải luôn. Chiều làm người tượng khác vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ bột ngọt. Muối. Gì? Nước mắm có muối hả? Sao không có kêu tôi vậy mà. Đường. Mắm. Ngủ mới vậy hả Kỳ? Dạ không thể thiếu nước mắm được nha các bạn. Trong một chén mắm. Cho mấy miếng chanh vô. Quậy. Nó chưa quậy mà nó chưa quậy. Đó, cho miếng nước nóng. Quậy. Chưa. Giờ tôi mới quậy nè. Ngon quá. Giờ sư đồ bếp Tú sẽ phân phát cho ba tô. Đó quá giờ nói gì không lên các bạn ơi. Từ sáng đến giờ đuối. Tô quý rất là ít nha Tú. Chút xíu à. Đấy cái bếp đi. Lấy quý ra bếp. Trời, ở đâu ăn quý nhiều phải không? Quý chỉ cần ăn bổi thôi. Nè,
Trời ơi, thải vậy đó. Tôm hả? Thải bịch tôm nè, tôm. Tôm. Ừ. Tẹp. Tôm. Nước hai con đi cho hết tôm. Trời ơi. Tôm quá. Ủa, hai con này đều nhau vậy? Trời ơi. Rồi đổi con này lại đi. Trời ơi. Một đống đó đổi gì? Đó. Ơ, cái này thiếu đậu phộng rồi Tú ơi. Vì làm biến làm quá. Dạ, Tú khoa sắp rồi. Đó, thấy chưa, quể quải hết rồi. Rồi. Trời ơi, muộn đâu. Ai Trang đi, nó ăn, ăn chà, ăn nó chà. Ăn nó Trang đi, kêu Hân xuống ha. Không. Rồi, chúc cả nhà ngon miệng nha. Ôi. Hỏi thân trai ăn được không nha? Thân trai được. Được không hả? Được. Rồi, xong phim. Thử cả nha. Nấu vậy còn gì đâu nữa mà nói. Ngon quá. Không, từ từ, nó cũng giọng nó.